Em chào mừng em lại trở lại với kênh Trailer PT Nhật Bước nhé. Đấy thì hôm nay lại là một buổi tối đẹp trời. Sáng thì hơi có mưa mưa, tối đến thì hết mưa rồi. Thì chúng tôi Nhật Đức lại tiếp tục thay đổi bóng đèn siêu sáng Osram của Đức. Đấy, bóng này thì hôm trước mình đã review cho anh em rồi, nó là một trong những cái bản nâng cấp của Đức Osram. Đấy, bóng siêu sáng thì hôm nay thì mình lại trực tiếp lắp trên cái bóng xe của Kia K165 và K3000, K40 thì tất cả dòng xe này đều dùng cái pha đèn này các bác nhé. Đây anh em này đang cận cảnh thay cái đôi bóng đèn siêu sáng nhá, Osram của Đức. Đấy, tăng sáng 100% luôn đây. Đang cận cảnh em ý đang tháo cái đèn pha đây, vì mình cũng nói với anh em rồi nè. Ở khu này là nhà mình là khu chợ cá, là cái khu chợ mà nổi tiếng nhất miền Bắc. Đấy, là trung chuyển cá tất cả miền Bắc về cái bến này, cái nhà là buổi tối đấy rất là đông. Đấy, hôm nay lại chứng kiến thay cái bóng đèn siêu sáng Osram của Đức nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ bóc ra và lắp vào, tí mình sẽ bảo em bật thử anh em xem nhé. Đây nhá, hôm nay mình sẽ bóc hộ em cái hộp bóng đèn siêu sáng này, siêu sáng 100% tăng công suất đây. Hôm trước thì mình đã review cái sản phẩm này cho anh em xem rồi, hôm nay thì mình trực tiếp là lắp trên xe cho anh em test thử đôi bóng này nhá. Đây, bóng 100% siêu sáng này, mở hộp ra là chất rồi. Đừng cầm vào đầu bóng em ạ, đừng cầm vào đầu bóng đấy, cứ thế lắp thôi. Đấy, đây đôi bóng Osram siêu sáng của Đức. Đây, một trong những cái pha mà làm cho anh em rất là khó chịu. Đấy, không hiểu bác Trường Hải như thế nào mà làm cái pha này nó cực kỳ là tối. Pha của Kia K165, K3000 thì các bác biết đấy, nó cực kỳ là tối. Nếu mà không có sự đột biến của cái bóng này và cũng như là không có hỗ trợ thêm một cái đèn xung gầm hai bên đây thì phải nói là chạy những chiếc xe này thực sự là chạy như thế gì so với những chiếc pha đời mới bây giờ. Thì nên thành ra là đây là một bài toán cực hay. Đấy, ngoài cái led đi ra mà mình hay bán cho anh em thì đây nó là một bài toán tay, vì cái này nó không phải chế cháo. Lắp phát vừa zin luôn anh em nhé, chỉ rút bóng zin ra và lắp bóng zin này vào là 100% zin luôn. Đấy, còn nếu mà led bi thì anh em phải có một số tác động đấy của nó nữa, thì thành ra là nhiều khi là anh em lười tác động thì chỉ muốn một phát ăn ngay, thì đây là một trong những cái bài toán mà chấm hết luôn, sẽ tan màn đêm các bác nhá. Tí mình sẽ bật thử cho anh em xem biết ánh sáng nó như thế nào và sáng hơn như thế nào. Đấy, hôm nay có cơ hội lắp trực tiếp trên chiếc xe K165 đây, K165 các bác nhá. Đấy, một trong những chiếc xe mà vẫn rất nhiều các bác tài chạy ở thời điểm bây giờ. Đây, đang trực tiếp này lắp cái bóng này. Không, em lắp sai rồi, em lắp bóng vào trước em ơi, lắp bóng vào trước, đúng rồi, lắp bóng cài vào trước xong chụp cái kim cao su. Đây đang cận cảnh lắp cái bóng pha các bác nhá. Đây mình sẽ hướng dẫn em mình lắp cho nó nhanh. Đấy, em cài về chưa? Cài rồi, lắp chụp cao su. Đấy, chụp cao su như thế chuẩn luôn. Đấy, xong bắt đầu ấn chụp cao su qua ba cái chân bóng đèn. Đấy, hiện tại bây giờ anh em đang lắp đấy, xong bắt đầu em cắm cái rắc vào là xong. Em cài cà phê vào rồi đúng không? Đặt đúng vị trí ba cái chấu thẳng tưng đúng không? Thế chuẩn rồi đấy, ấn cái đấy. Đấy, em cho thẳng về đấy là xong. Đấy, đây thì mình đang cùng em, thì hai anh em cùng đang lùi húi cận cảnh lắp cái bóng đèn siêu sáng Osram của Đức, tăng sáng 150%. Đấy, sau khi cắm xong thì nó sẽ nòi ra ba cái chân bóng đèn và anh em cắm lại thôi. Cắm lại cái rắc vào cái chân bóng đèn pha là xong luôn. Đấy anh em nhé, tăng sáng 100% bóng Đức này, xịn sò vãi trưởng luôn. Ok chưa? Đây, mình sẽ nhìn qua cho em ý. Ok, đây. Đấy, tí mình sẽ bật ánh sáng cho anh em test thử trực tiếp luôn trên chiếc xe Kia K165. Bóng này thì dành cho xe 12V các anh em, tất cả dòng xe 12V dùng được bóng này. Đấy, còn 24 không dùng được. Ok chưa? Em mới cắm gặp ba chân là ok luôn. Đấy, em hai anh em đang quan trọng là cái cài chấu em phải cài chuẩn là được, quan trọng là cái cài đấy. Đây là mình đang test bóng này thì dành cho tất cả các xe 12V, từ xe con đến xe tải hay xe máy thì mình không quan tâm, nhưng viễn là 12V và dùng ba chân. Osram Đức xịn 100% tăng sáng đến 100%, tăng sáng đến 150% các bác nhé. Đấy, hôm nay may là tất cảnh trực tiếp lắp cho chiếc xe K165 đấy, xe của bác Viện đấy, một trong những bác mà cũng ngày nào cũng lên chợ cá đấy. Anh em thì chợ cá rất là ủng hộ mình, vì tầm này anh em từ các tỉnh mới đổ về đây. Đây em vì là biển 15 Hải Phòng ạ. Đấy, đang có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị bốc cá. Đây, nhà xe của anh Viễn thì cũng có hai con, một con Kia K165 và một con K3000. Đấy, tất cả phụ tùng thì bác hay ủng hộ nhà mình, cảm ơn anh em rất là nhiều. Đấy, rất đơn giản đúng không ạ? Anh em lưu ý một điều là khi anh em lắp bóng, anh em không được cầm vào đầu bóng nhé. Đừng cầm vào đầu bóng, anh em chỉ cầm vào chui và cầm vào nhựa thôi. Vì sao? Vì cái đầu bóng này này,
nhà sản xuất người ta đã có một cái khuyến cáo ở đằng sau, cái khuyến cáo là không thay bóng, không được cầm bóng các bác này. Các bác đằng sau các bác nhìn các bác biết này. Đấy, nhà sản xuất người ta khuyến cáo là không lên cầm tay vào đầu bóng. Vì khi cầm tay vào chúng ta thứ nhất là bẩn, thứ hai mồ hôi nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái mặt kính tiếp xúc ánh sáng ra ngoài đấy, nên anh em thông cảm là anh em lưu ý nhá. Đấy. Đây là trận cảnh giác của bóng nha. Đấy, lắp bóng kia thì anh em nên lật cabin lên như này. Anh em ạ, nếu mà lắp bóng pha anh em lật cabin lên như này nhá. Anh em lật cabin lên thay nó nhanh hơn. Chứ anh em đừng tháo cả cái mặt ga lăng này ra, nhiều bác tài không biết lại tháo cả cái mặt ga lăng ra rồi tháo pha ra. Nó rất mất thời gian. Anh em lật cabin lên nhà này. Đấy, riêng kia lật cabin lên, Hyundai lật cabin lên. Đấy, tất cả các dòng xe các bác cứ lật cabin lên thay bóng rất là nhanh. Đấy, còn một số dòng xe các bác lười các bác có thể giúp cầm. Nhưng mà riêng con K165, K3000 hoặc là K40 này thì anh em nên lật cabin lên như này. Thì vì sao thì các bác là thông cảm là lật cabin lên như này ấy, thì nó sẽ thay nhanh hơn và anh em không phải chui rúc nhiều hơn. Đấy, đấy các bác thấy không, rất đơn giản. Bắt đầu đã gần xong rồi các bác. Đấy, em ý đang ấn vào lốt nhá, thì mình sẽ tiếp tục. Cái máy này là xịn sò quá, lấy led kinh quá. Đấy, bắt đầu rồi. Đây, phụ tùng ô tô Nhật Đức đây. Đây là buổi tối, hiện tại bây giờ đang là lúc đây, hiện tại bây giờ đang là lúc 9-10 giờ tối rồi, cả mình mới hoạt động các bác nhá. Đấy, anh em có vấn đề gì thì cứ liên hệ cho mình theo số tại 0978820083, 0978820038. Đây, và sau đây bóng đèn đã lắp xong thì mình xin được test thử cái ánh sáng. Ok, em hạ cabin đi em. Hạ cabin đi. Hạ cabin hẳn xuống. Ok rồi, tuyệt vời luôn. Rồi, hạ cabin luôn. Đấy, đây là đôi bóng zin, anh em nhớ cất đi nhá. Anh em khi thay xong anh em nhớ cất đôi bóng zin đi. Để sơ cua đừng vứt đi, phí lãng phí. Chúng ta cất đôi bóng zin đi. Đây, ui sồi ôi. Đã xong các bác nhá, tuyệt vời chưa? Ngang đường luôn. Đây, mình sẽ quay cho anh em cái ánh sáng thật sự của nó. Đây, đây, các bác nhìn này luôn này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Bắn ngang đường luôn nhá. Đó, tuyệt vời. Sau đây mình sẽ lại nhảy lên nhờ em đi trên cabin. Đây, cho các bác xem tận cảnh luôn. Đây, các bác nhìn này. Các bác nhìn thấy led chưa? Đây, mình sẽ đá pha cốt này. Đá pha cốt cho anh em xem này. Đây, cốt pha này. Đấy, hiện tại đường các bác thấy chưa? Đây, đèn cao áp vẫn còn đầy đường nhá, là sáng như này rồi đúng không? Đấy, đèn cao áp vẫn còn đầy đường sáng như này rồi, chứ không phải lòi đến chuyện đèn tối nữa. Nếu mà review buổi tối thì các bác lại bảo là chém gió. Nhưng mà đây, đèn cao áp đang sáng trưng luôn. Và ánh sáng nó được như thế này. Bắt đường kinh khủng luôn. Sáng hơn 150 công suất cơ mà các bác. Quá sáng luôn. Đây, em ý còn phải ngạc nhiên về cái ánh sáng của bóng đèn này luôn. Không tin vào mắt mình luôn các bác ạ. Đấy, không tin được mắt mình luôn. Đấy, các bác thấy không? Rất tuyệt vời nhá. Đấy, 100% sáng. Thứ nhất là sáng không sinh nhiệt, chứ không phải là sáng trong nóng gian pha đèn này đâu, như một số bóng tàu đâu. Bóng tàu nó lắp sáng quá là nhiều khi hay bị sinh nhiệt, nó hay bị rộp cái mạ bên trong. Nhưng mà riêng bóng này, bóng Đức xịn các bác, 100% nhập khẩu. Bán sai không phải bóng Đức, đề 1 cấp 10 các bác nhá, yên tâm. Em đã nói review trước rồi, nếu bóng này không phải bóng Đức, bán cho bác sai mà bóng tàu đề 1 cấp 10 luôn. Bóng này bóng Đức nhập khẩu 100%. Đây, em mình còn không tin được mắt mình luôn. Đây, các bác nhìn này, không tin mắt mình luôn nhá. Đấy, anh cảm ơn nhá, anh cảm ơn nhiều lắm. Đấy, cảm ơn anh em để video này. Em cất đôi bóng đi. Cất đôi bóng đi sơ cua. Để mai kia còn chẳng may có vấn đề gì mình còn dùng. Cất đi, em cứ cho hộp ấy. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều đến với video này. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Đây, ánh sáng thật sự đây đúng không? Ông mình lại bảo mình chém gió. Đây, các bác nhìn ở xe trước mặt này. Ok chưa? Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Em cài ngang ấy, cài ngang. Con này nó cài ngang nhà này. Nó cài ngang nhà này đấy. Hai quả đều ngang như thế này, em úp vào cái kia vào luôn. Ngang ngang nhá, cho ngang nhá. Anh cảm ơn nhá. Vâng. Rửa tay ở kia kìa em kìa, nước xà phòng kìa. Đấy, anh em cảm ơn anh em rất là nhiều đến video này. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Đây, hiện tại giờ đang là 10 giờ đêm rồi. Mình vẫn đang phục vụ anh em đây. Bóng vừa bán cho bạn ở đây, cảm ơn bạn rất là nhiều nhá. Cảm ơn anh Viên rất là nhiều. Mình xin kết thúc cái video này ở đây. Anh em nào mà có ủng hộ thì nhớ là vào những mũi tên phụ tùng Nhật Đức của mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đến video này, đấy, nhà thì ngập đồ luôn. Anh em cần gì thì alo cho mình. Thank you các bác.